Bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến ít nhất hai vụ án nữa Mưa lớn vùi lấp lán công nhân ở Hà Tĩnh làm nhiều người thương vong Nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận nói gì Một ngư dân Quảng Bình được cứu sống sau 3 ngày lênh đênh trên biển kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm nóng tin tức trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình, mời quý vị đến với những phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11 trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 10 năm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, đối với đại án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, tòa án mới đưa ra xét xử một vụ án liên quan đến ngân hàng. Do đó, các cơ quan sẽ tiếp tục điều tra ít nhất hai vụ án nữa liên quan đến các dự án đầu tư sáng ngày 6 tháng 5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm các đại biểu Lê Minh Chí, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Thành Phong, tranh án tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trí Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Giấy đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11 trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, cử tri các quận đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua, nhất là sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cử tri Đặng Văn Dành, quận 11 cho rằng trong vụ án liên quan các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, nhiều khoản tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên bà Trương Mỹ Lan lại trả lời rằng số tiền này dùng để trả các khoản vay chứ không đầu tư, mọi tài sản, dự án của bà đều nằm tại Việt Nam. Cử tri giành nói về những khoản tiền trên có thất thoát ra nước ngoài không và sẽ được thu hồi ra sao? Vì sao Vạn Thịnh Phát gom nhiều đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh? Với các sai phạm quá lớn, thời gian kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan thanh tra, kiểm toán sẽ thế nào? Thay mặt tổ đại biểu, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tuổi cao Lê Minh Chí ghi nhận và trao đổi về một số ý kiến của cử tri. Về vụ án liên quan đến bà Trương Bị Lan, ông Lê Minh Chí cho biết hiện nay mới đưa ra xét xử một vụ liên quan đến ngân hàng. Theo ông Chí, liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Bị Lan, cơ quan chức năng còn điều tra ít nhất hai vụ án khác có liên quan đến các dự án đầu tư ở các địa phương. Việc này cũng sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 6 tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình xác nhận, đơn vị đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, để nắm tình hình phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư ra soát, thống kê các dự án, dự toán mua sắm, gói thầu có sự tham gia của hai nhà thầu nêu trên tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng. Trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô đã thông tin về tiến độ điều tra các đại án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An. Ông Sô cho biết, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp vào tháng trước. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với vụ công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, vụ này trong quá trình điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2014 Đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh tham gia và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2022, 2023, tập đoàn phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau Covid-19. Đây là chương trình đặc biệt của chính phủ theo Trung tướng Tô Ân Sô, đến nay các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết và một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Qua vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm vụ án kể trên thì trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được khoan hồng. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo, Đồng chí Tổng Bí thư đã có những lời khen ngợi đối với lực lượng công an quyết tâm, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 5, lãnh đạo phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh xác nhận vừa xảy ra vụ sạt lờ khiến nhiều người thương vong. Lãnh đạo phường Kỳ Liên cho biết, trên địa bàn phường đã có mưa lớn, khoảng 14 giờ cùng ngày thì xảy ra vụ sạt lở. Lực lượng chức năng phải mất khoảng 1 giờ để tiếp cận hiện trường. Theo một nguồn tin, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại công trình đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên đã làm 18 công nhân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 người bị vùi lấp, tử vong, 4 người bị thương phải đi cấp cứu, 11 người bị xây sát nhẹ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng công an thị xã Kỳ Anh, công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh cũng tiếp cận hiện trường, thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã đến bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm hỏi, động viên 4 công nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị nơi đây. Danh tính các nạn nhân tử nạn gồm Nguyễn Ngọc Hát, sinh năm 2007, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu Nghệ An, Đinh Hơ L, xã Công Trương Măng Giang, Gia Lai và Đinh S, em trai L. Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm Hoàng Đình Thủy, sinh năm 1991, Hoàng Đức Thắng, sinh năm 1983, Đồng Anh Ngọc, sinh năm 1969, cùng chú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Đức Thành Văn, sinh năm 1997, xã Trờ Long, huyện Công Trờ Gia Lai. Thời điểm vụ sạt lở xảy ra, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu, cách vị trí ban đầu khoảng 10 mét. Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại công trình đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên, tỉnh Hà Tĩnh, đã làm 18 công nhân bị gặp nạn. Tối mùng 6 tháng 5, 4 nạn nhân may mắn sống sót được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Danh tính các nạn nhân gồm Hoàng Đình Thủy, Hoàng Đức Thắng, Đồng Ánh Ngọc, cùng chú tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đình Thành Văn, chú tỉnh Gia Lai. Đây là nhóm công nhân đang thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 5 tiếng sau vụ sạt lở xảy ra, anh Hoàng Đình Thủy bị gãy ba xương sườn, nhiều nơi trên cơ thể bị xây sát. Ánh mắt thất thần, anh Thủy kể, anh vừa lên nhận công việc được 2 ngày thì xảy ra trận sạt lở. Lán trại nhóm công nhân nghỉ ngơi rộng khoảng 15 mét vuông, nằm ngay cạnh con suối tự nhiên chiều mùng 6 tháng 5, trong lúc làm việc thì trời mưa lớn, kéo dài nhiều giờ. Do mưa lớn không thể làm việc, anh Thủy cùng 17 công nhân trong đội thi công đường điện phải vào lán trại nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi. Sau ít giây, bom nước kèm theo những tảng đá to lớn bắt đầu rội xuống. Anh Thủy hét lên, chạy đi! Chỉ trong khoảng 5 giây, nước và các tảng đá lớn lăn xuống vùi lấp lán trại. Anh Thủy may mắn khi cạnh đó có gốc cây lớn nên bám vào được. Hiện trường lúc đó rất hoảng loạn, mọi người chạy tứ phía để thoát thân. Còn anh Hoàng Đức Thắng, 30 tuổi, ngụ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, anh chỉ bị thương nhẹ ở chân sau vụ sạt lở đất. Anh Thắng nhớ lại, tôi và 17 công nhân khác thi công cột trụ số 28 của dự án đường dây điện 500 kV. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì trời mưa to nên tất cả công nhân đều vào lán trại dựng bằng tôn rộng khoảng 60 m cách công trường khoảng 500 m để trú mưa. Chỉ ít phút sau, Đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ ập xuống. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây nên nhiều người không thể bỏ chạy ra ngoài kịp. Theo anh Thắng, anh là một trong số các công nhân may mắn tự thoát thân ra ngoài sau khi lán trại bị vùi lấp, song vẫn bị thương. Tỉnh lại ở bệnh viện, anh Nguyễn Đình Thành Văn, một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn sau trận sạt lở vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể, "Sạt lở lấp hết mọi thứ chẳng còn gì, mọi người chạy toán loạn thoát thân." Thời điểm trận sạt lở xảy ra anh Văn đang ngồi bên cạnh tảng đá sát khe suối. Sau khi nghe tiếng hô hoán, chưa kịp định hình, anh Văn đã bị tảng đá lăn tới khiến anh bị thương. Sau đó anh Văn cố bỏ lên chỗ cao và ngất lịm. Khi tỉnh lại, anh Văn đã ở bệnh viện. Bác sĩ cho biết anh bị dập lá lách, xây sát nhiều nơi. Theo anh Văn, thời điểm vụ sạt lở xảy ra, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng 10 mét. Quá trình thoát thân, anh Văn phát hiện có nhiều người bị trận sạt lở vùi lấp Tuy nhiên chỉ biết đứng nhìn, không giúp được gì. Tối mùng 6 tháng 5, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin nữ du khách Hà Nội bị đánh thủng mang nhĩ khi đi du lịch tại khu vực bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, sở đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. Bà Hương nói, trách nhiệm của ngành địa phương sẽ cố gắng xác minh rõ để xử lý thỏa đáng vụ việc. Hiện công an đã vào cuộc để xác minh. Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trần Quốc Nam, giao Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội, có biện pháp xử lý kịp thời, thấu đáo, phù hợp đúng quy định. Đồng thời liên hệ, có thư xin lỗi đến du khách bị hành hung, báo cáo kết quả thực hiện cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng 5 tới. Trước đó, vào 10 giờ 56 phút ngày mùng 5 tháng 5, tài khoản mạng xã hội của nữ du khách JL đã đăng thông tin kèm đoạn clip dài 59 giây lên Facebook với nội dung phản ánh bị hành hung bởi nhân viên khu du lịch Bãi Kinh, Bình Hưng. Theo nữ du khách, vào chiều mùng 2 tháng 5, chị cùng nhóm bạn đến Bãi Kinh để thuê thuyền súp trời trong khi trèo, bạn của JL bị lật thuyền kêu cứu. Lúc này, một nhóm thanh niên lái mô tô nước tiếp cận JL ra giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tuy nhiên, họ chỉ lái mô tô nước ra kéo thuyền xúc vào, còn du khách phải tự bơi vào bờ. Cho rằng nhân viên không cứu người, nên nhóm của chị JL đến nói với nhân viên. Một người trong nhóm người lái mô tô nước đã có lời lẽ xúc phạm lại. Không dừng ở đó, một người trong nhóm này còn dùng tay đánh chị JL. Khi nữ du khách ghi hình lại vụ việc, theo chị ZL, khi về đến Hà Nội, chị đã đi khám và phát hiện có máu đông ở tay. Bác sĩ kết luận bị thủng màng nhĩ tai trái. Tối ngày 6 tháng 5, theo nhiều nguồn tin, người dân Nguyễn Ngọc Hà, chú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, là thuyền viên trên tàu cá QB 98614TS bị mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển vào tối ngày 3 tháng 5, đã gọi về gia đình thông báo bình an. Theo đó, sau khi tàu bị chìm, người dân Nguyễn Ngọc Hà đã bám víu vào vật nổi, lênh đênh ba ngày trên biển. May mắn anh Hà được tàu cá khác phát hiện, cứu giúp. Đến chiều tối ngày 6 tháng 5, anh Hà gọi về báo tín hiệu anh đang được bạn thuyền giúp đỡ, theo dõi sức khỏe. Như vậy, hiện còn 10 ngư dân trên tàu cá QB 98614TS và tàu QB 92699TS vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, Tri Cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã thông tin việc 4 tàu cá của địa phương bị chìm do giống lốc, nhiều người dân bị mất tích. Khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5, tàu cá QB 92699TS của ông Nguyễn Đức Trung, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, phát thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển. Lúc này trên tàu có 7 người. Một thuyền viên trên tàu gặp nạn được tàu cá ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cứu. 6 thuyền viên còn lại mất tích. Tiếp đó, đêm ngày 3 tháng 5, tàu cá QB 98614TS của ông Phan Thanh Hùng, chú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển, trên tàu có 5 thuyền viên. Cùng đêm ngày 3 tháng 5, tàu cá QB 98768TS của ông Lê Văn Chiến, chú phường Quảng Phúc xuất bến tại cửa danh với 5 thành viên sau đó bị chìm. Rất may, sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QB 98770TS của ông Nguyễn Văn Phương, chú phường Quảng Phúc phát hiện, cứu sống 5 thuyền viên trên tàu bạn đang gặp nạn. Cùng thời điểm trên, tàu cá QB 93712TS do ông Phạm Văn Trung, chú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng ra khơi thì gặp nạn khiến tàu chìm. May mắn cả 7 thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện, đưa lên thuyền. Liên quan đến vụ nữ quái cướp tài sản trong bệnh viện trợ rẫy bằng thủ đoạn bỏ thuốc an thần vào nước, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Cơ quan công an xác định Khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 4, Huỳnh Ngọc Trâm, 33 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Tân Bình, đến khu phát thuốc của bệnh viện Trợ Rẫy, phường 12 quận 5, tiếp cận nói chuyện làm quen với một phụ nữ chưa rõ thông tin đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh có một ly nước lọc. Một lúc sau, lợi dụng người phụ nữ đi xin cơm, bà Trâm lén bỏ hai viên thuốc an thần vào ly nước. Khi người phụ nữ trở lại thì một thanh niên xưng là em trai của người này đến và cho biết bệnh viện đã cho phép lên thăm người thân. Người phụ nữ này không uống ly nước mà cùng em trai thu gom đồ đạc và bỏ ly nước vào thùng rác. Nhờ đó, đối tượng Trâm đã không thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của vụ việc trên hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân vui lòng báo ngay về trực ban công an quận 5 số điện thoại 028 3855 0878 để cung cấp thông tin và hỗ trợ điều tra. Cùng với thủ đoạn trên, bà Trâm đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của bà PTT, 36 tuổi, quê Long An, bà NTNH, 48 tuổi, quê Tiền Giang và một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với tổng số tiền mặt hơn 60 triệu đồng cùng nhiều trang sức có giá trị trên 74 triệu đồng. Qua đấu tranh, bà Trâm khai do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản bằng thủ đoạn cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong bệnh viện uống nước có pha thuốc an thần để thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Huỳnh Ngọc Trâm về tội cướp tài sản. Thông qua sự việc nói trên, bệnh viện trợ rẫy khuyến cáo người dân khi đến khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám bệnh cần thận trọng khi được người lạ mời dùng nước hay thức ăn để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý thưa quý vị thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại